Họ cho biết là cháu bị ung thư, em bị ung thư. Mẹ bình tĩnh mẹ. Dạ. Mẹ đừng đắc hẳn nữa đâu. Con kể cả đây chứ đừng đắc hẳn nữa. Sao mà cháu khóc vậy? Cháu thương ba. Cháu thương ba. Ba của cháu tạm thời ốm ít ngày thôi. Ở trong viện em nên bầu bi cho nên mẹ bác bác sĩ nói là người bầu cho nên nên sốc em bác thôi. Chứ chứ em biết em vẫn chịu. Em mà cường quân mà nuôi con mà điêu được anh chồng em. Đi giờ trở bệnh cho nên em nuôi ba con đứa con của em. Chào mẹ. Dạ, chào cả nhà. Nhà ta ăn cơm chưa mẹ ơi? À, em đi viện mới về mới ăn cơm à? Chú chào cháu nhá. À, cháu ngoan quá. À. Dạ, vâng. À, quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang có mặt ở tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình quý vị ạ. Vâng, dạ. Và hôm nay thì Khánh được rất là nhiều thông tin từ những bạn bè của Khánh có chia sẻ với Khánh về một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Quý vị chúng ta nhìn thoạt qua cái căn nhà mà mọi người chúng ta đang nhìn thấy trước ống kính đấy ấy, thì đâu đó chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái hoàn cảnh gia đình cũng không đến nỗi vất vả. Có lẽ là cũng không cần cái sự chia sẻ của cộng đồng. Tuy nhiên thì theo những cái thông tin mà Khánh nắm được từ những bạn bè của Khánh ấy, thì hiện nay là đây là một cái hoàn cảnh mà cái sức sống vô cùng yếu ớt quý vị. Trong một cái hoàn cảnh gia đình mà người trụ cột bây giờ đang mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo, không tạo ra thu nhập nữa. Mà bây giờ trong gia đình này còn đến cả 6 cái miếng ăn, chưa biết trông chờ vào đâu. Đấy, cho nên là ngày hôm nay mặc dù trời đã rất là tối rồi, nhưng mà Khánh đang cùng với em Đình là một nhà hảo tâm. Quý vị chúng ta đã gặp rồi đấy. Đó là chủ doanh nghiệp phân phối vật liệu xây dựng Đình Đào, cũng là một người hàng xóm ở đây cũng có chia sẻ với Khánh. Cho nên ngày hôm nay thì anh em vừa xong việc và đến đây để thăm gia đình một tí. Thì trước tiên thì cũng mời quý vị chúng ta trò chuyện với em Đình một chút để hiểu qua về cái hoàn cảnh này một tí Đình nhỉ. Chào Tuấn, thì quý vị khán giả, đây là em là cũng là một người hàng xóm của gia đình của anh Luật đây. Vâng. Nhưng mà anh Luật đây là cùng một trong những gia đình rất đáng thương. Giờ đầu tiên là anh có sinh hai đứa cháu nhỏ vừa bị tàn tật rồi cũng bị mất rồi, nhưng mà giờ này sinh được hai đứa nữa và có đứa thứ ba là cũng đang mang bầu cũng chuẩn bị sinh. Với là một mẹ già hơn 80 tuổi nữa. Vâng. Giờ thì bình thường thì anh cũng làm thuê làm mướn mà cho họ thì kiếm ngay 150-200 ngàn để nuôi mấy miếng ăn trong gia đình. Nhưng mà giờ thì anh cũng đang lâm cảnh bệnh hiểm nghèo, thì cho nên là hoàn cảnh cũng rất đáng thương. Thì hôm nay có anh Khánh với là toàn thể ba con hảo tâm nữa thì xuống để chia sẻ cho anh một tí gọi là tinh thần là lanh đùm là rách. Cảm ơn em Đình rất là nhiều đã chia sẻ thêm cho anh Khánh và mọi người biết thêm một chút thông tin. Nhưng mà nhìn thoạt qua thì anh thấy là cũng gia đình cũng khá đấy chứ Đình. Anh ạ. Ở đây anh ấy là cùng tội nghiệp lắm. Trước đấy là có đi rủ đi rừng anh á. Thì thỉnh thoảng có thể là cũng có chuyện là trúng được đối 15-20 triệu nữa. Bắt đầu về gom góp nữa là làm cái nhà, nhưng mà trước này thôi anh ạ. Chứ trong nhà có gì đâu. Trong phân bếp phân đồ đang tạm bờ lắm chứ còn người chết. Nói chung trước mắt thì nhìn như thế là trong cũng chưa trần triệt, cũng chưa phòng bếp phòng đồ cũng chưa có một cái gì hết. Thế hồi xưa xây nhà này có lấy vật liệu của em không? Thì em cũng có vật liệu, nhưng mà nhà này cũng nợ nần cũng nhiều lắm.
Dạ. Hiện tại cũng đáng nửa em rồi mà khả năng đưa nó cho ấy luôn. Làm đến ba lần, ba chẳng này. Dạ. Làm đến ba chẳng. Chân thơ đến đâu đáng nửa, mà cũng đáng nửa vật liệu của em luôn. Mà đợt đấy thì anh đáo thì cũng cho luôn đấy, có không? Vâng. Dạ. Vâng. Nghe qua bàn Đình chia sẻ đó thì đâu đó chúng ta cũng cảm nhận được phần nào rồi. Bây giờ mời quý vị ta vào ta thăm gia đình một tí. Con chào các ông các bà nhá. Dạ. Dạ dạ dạ. Ồ, hôm nay sao mà đông người thế? Cháu đi đến tay này cho bạn cho vui. À, cháu đi viền về đây, quay lại đến xóm làng đến thăm á. Đây là mẹ, mẹ nuôi là mẹ. À, con chào mẹ nhá. Dạ. Vâng, con tha vào con thăm gia đình mình một tí. Dạ. Dạ. Vâng, em chào chị. À, đây là chị là vợ của anh Luật đấy ha. Dạ dạ. Anh Luật đau ở đâu? Nằm ở đâu chị? Dạ. Bắt tiền em đó. À. Ồ, chào anh Luật. Ờ, chào cháu nhá. À. Anh Luật mới đi viện về à? À. Giới thiệu với anh em tên là Khánh. Dạ. Yeah. Yeah, em làm bên cái chương trình kết nối yêu thương ấy. Đó, nghe mọi người có chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh. Yeah. Cũng vất vả gặp cái biến cố cho nên là em ghé qua em thăm anh một tí. Yeah. Vâng. Anh Luật đau cái bệnh gì mà sao mà bây giờ người ngợm nhìn hom hom thế này? Dạ, y tế tiền hồ. Hả? Y tế tiền hồ lên chứ. Vì viêm phế quản á. Viêm phế quản á? Dạ. Viêm phế quản thì... À, tức là chưa có kết quả bệnh á. Nhưng mà sao mà mệt nó phải nằm này, không ngồi dậy được à? Ngồi dậy thì mệt. Hả? Ngồi dậy vẫn mệt. Ngồi dậy vẫn mệt hả? Dạ. Yeah. Sao mẹ? Thấy anh Luật thì sức có vẻ hơi yếu yếu nhưng mà mẹ sao mẹ muốn tâm sự cái điều gì? Ba thì nói về chủ là chứ em thì đau yêu đó mà chứ trong nhà ba thì vừa thì có bầu thì hai đứa thì dài đi. Là ba thì 80 tuổi với chứ không ăn chứ dơ hẳn đó mà. Như em đó mà em chưa nắm xuống đó thì chứ ba cũng biết đăng đi chứ chưa các chủ đó có thử đăng đó. Viêm phế quản thì không sao cả. Không. Mai mốt là lành thôi. Cháu cũng viêm phế quản. Hả? Không. Không gì? Cháu bị ung thư. Mẹ bình tĩnh mẹ. Họ cho biết là cháu bị ung thư, em bị ung thư. Mẹ bình tĩnh mẹ. Dạ. Mẹ đừng đắc hẳn nữa đâu. Con cấy cả đây chứ đừng đắc hẳn nữa. Chứ ăn con lâu cay mà chứ 18 mấy tuổi không mình được chi nữa cả rồi trong cái nhà không mình được chi mà này chứ giờ ăn đó. Mình nuôi chứ ăn đau lại chứ một bè thì không biết mình chi mà ăn mà xuống chúa. Khổ lắm. Xin dạ. Chào rồi, xin thôn, xin hô nghèo thì họ không cho. Nhà đấy là nữ, nữ của con, của cô Bình. Người này là nữ của thằng cô Bình đó nè. Lửa cửa đây là nợ của mấy ngày chơi hết lạ. Họ chỗ tôi rồi họ mân cho mẹ ngồi để cho chơi. Cứ mặc cái nợ chết lạ để chứ có gì cần. Vâng. Chưa nâng ta gắn đâu mà. Anh vì cái bệnh hiểm nghèo rồi thì mẹ em chết theo hẳn luôn chứ không có. Mẹ bình tĩnh, mẹ bình tĩnh. Không phải là ai cứ mắc ung thư là ấy đâu. Chỉ ra đây đứng đi chị em mình trò chuyện. Khánh thấy là mẹ của anh Luật tâm sự mà rất là xúc động quý vị ạ. Khi mà mẹ nói rằng là
Anh Luật bị ung thư ấy. Như lằng người luôn. Thấy cả chị vợ của anh Luật đấy cũng rất là buồn. Nhưng mà con chia sẻ em bé này này với chị này, chị tên gì nhỉ? Dạ Vân. Chị Vân hả? Dạ. Chị Vân ạ, cùng với mẹ, con biết rằng là khi mà trong nhà mình đấy có người mà đau ốm đấy, mà gặp những cái căn bệnh mà nó hiểm nghèo đấy, mà mình rất là lo lắng. Cái điều đó là cái điều rất là dễ hiểu. Tuy nhiên thì mình cứ lạc quan lên. Đấy, không phải là cứ ai ung thư là cũng không kéo dài được cái tuổi thọ đâu. Có những người họ bị ung thư nhưng mà phúc chủ duyên thầy, mình gặp được thuốc, gặp được thầy, đó, mình vẫn kéo dài được cái tuổi thọ, họ vẫn sống vài chục năm bình thường nhé. Đấy, cho nên là mề cứ bình tĩnh đi, đừng có khóc rồi đừng có rầu rĩ rồi như thế rồi làm cho anh Luật là anh lại suy nghĩ nhé. Anh bị cái bệnh về phổi phải không chị? Bệnh về phổi đã ung thư rồi. Vâng. Chị với mề là bình tĩnh để động viên anh nhé. Bây giờ em thấy là có rất là nhiều khán giả, rất là nhiều người mà theo dõi cái chương trình của Khánh đấy. Họ chia sẻ là có những người bị ung thư phổi này, đó, rồi là ung thư gan này, mà có những cái bài thuốc lá rất là hay. Tức là ngoài cái việc mà mình điều trị ở trên cái phác đồ điều trị của bác sĩ ấy, thì bây giờ còn có những cái bài thuốc lá rất là hay, mà có thể là thậm chí rất là nhiều người gọi điện cho Khánh là uống và lành luôn, nó khỏi đấy. Đó, cho nên là mình cứ lạc quan lên chị nhá. Yeah. Nhưng mà trước mắt thì thực sự là cũng rất là vất vả quý vị. Trước mắt cũng rất là vất vả. Nhìn cái nhà như thế này là chúng ta biết được là cái nhà của nờ nần rồi. Bản thân nhà Khánh trước đây cũng thế. Xây nhà là mình cứ gắng, gọi là làm được đồng nào là mình chắc chiêu, sau đó là vay mượn nữa, gắng để cho nó được cái nhà cho nó kiên cố. Cho nên là quý vị chúng ta nhìn thấy được cái vỏ bên ngoài, ở trong cái cửa sổ vẫn chưa có nữa. Đó. Để như vậy là chúng ta thấy được là rất là vất vả. Mà bây giờ là anh Luật là trụ cột chính của gia đình. 6 miệng ăn trong nhà quý vị. Con lớn nữa. Cháu là cháu lớn. Vậy, cháu ngoài. Em. Cuốn ơi. Cuốn em bé đi. À, đây là con gái lớn của chị. Dạ. Cháu tên là gì? Nha, cháu tên là Mỹ Tâm. Cháu tên là Mỹ Tâm á? Sao mà Tâm khóc thế? Hả? Ngực bà. Sao mà cháu khóc vậy? Nha, cháu thương ba. Cháu thương ba. Ba của cháu tạm thời ốm ít ngày thôi. Thôi, cả nhà đừng khóc nữa. Cháu nhỏ này cũng khóc luôn quý vị. Tội nghiệp thế chứ. Chị là đang mang bầu đứa thứ ba này hả? Được mấy tháng rồi? 6 tháng. Hả? 6 tháng. 6 tháng rồi hả? Hàng ngày là nhà mình làm công việc gì để kiếm tiền? Thì hai rau đó để kiếm sống hàng ngày. Hai rau má đó kế, hai rau với trồng rau. Nhìn lên em, nhìn lên nó truyền lên em. Hai rau á? Dạ. Rau má á? Dạ. Hai rau má đi bán á? Dạ. Mẹ đừng khóc, đừng làm thế anh buồn. Đừng khóc thật sự. Đừng. Anh bị mắc cái bệnh này lâu chưa chị?
đắm đuôi nữa. Trong nhà không có tiền để bà đi khổ về vừa đấy. Thế mình nên bảo là như là ba chạy đi mười năm thổ mà được một người 1 triệu, đến người 2 triệu thì có lấy được 8 triệu thì có đi viện chứ không là không có đâu. Mình vừa vay được của nhà nước 50 triệu thì mình được cái phòng ngoài như rồi thổ chứ vừa nạp tiền đường tiền lại chứ không có một người. Chứ bảo như đi viện người bên tay tiền đi. Mà thằng chó mình là 1 triệu, 2 triệu, mà được 8 triệu thì có em đi viện. Thế là anh Lược, anh Lược là phát bệnh này là cũng được 1 năm rồi đấy. Hên, cứ hên là có được. Hàng ngày là lúc mà đang khỏe thì anh Lược làm được chứ? Đi lúc kéo cho họ mình thuê, đi mình thuê lúc kéo ngày 200, 100 rồi đi. Về ấm về đi, đi ta lại con chiều ở về bảo ăn nữa. Thôi mẹ đừng có mẹ đừng đi về ăn đấy. Mẹ đừng có mẹ đừng có khóc nữa, đừng có buồn nữa nhé. Thôi bây giờ này ba mẹ con ngồi xuống đây đấy, tâm sự đồng viên bố. Mình phải đồng viên bố để cho bố khỏe chứ không được khóc. Khóc như này thì bố cứ tưởng là bố mình đau nguy hiểm, bố buồn chứ. Mình sẽ chữa khỏi, yên tâm đi nhá. Yeah. Mình tâm nhá. Bố của cháu sẽ khỏi, sẽ lành bệnh. Nhá. Anh Luật. Yeah. Đừng buồn nhá. Yeah. Bệnh tật thì không ai mong muốn cả. Nhưng mà mình có bình thì mình cứ phải lạc quan lên. Yeah. Và đã có bác sĩ, có thuốc, mình cứ uống là dần dần là mình sẽ đỡ anh nhá. Yeah. Mình cứ lạc quan lên. Cái việc mình uống thuốc là rất là quan trọng rồi, nhưng mà cái tinh thần của mình ấy, người ta bảo là cái tinh thần đôi khi nó chiến thắng được cả rất là nhiều thứ. Yeah. Cho nên là đừng có vì những cái kết quả của cái căn bệnh của mình để đâu đó mình lại liên đới, liên tưởng đến những cái người mà đã từng mắc cái bệnh giống như mình đấy. Để rồi mình bi quan nhé. Yeah. Bây giờ có rất là nhiều cái bài thuốc hay. Thứ nhất là từ bệnh viện, các y bác sĩ người ta rất là tận tình để chia sẻ, để điều trị cho mình. Đấy, anh cứ bám sát cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái bài thuốc quý nữa. Yeah. Đó, từ rất là nhiều người mà người ta đã có cái kết quả, cái kinh nghiệm chữa trị cho nhiều cái đối tượng bệnh nhân mà giống như anh ấy. Đấy, em thấy là trên cái chương trình của em là rất là nhiều nhà hảo tâm, rất là nhiều người người ta chia sẻ những bài thuốc hay lắm. Yeah. Nhá. Yeah. Cứ lạc quan lên. Thôi anh nằm nghỉ ngơi một chút, em ra ngoài em trò chuyện với chị, với các cháu một tí. Rồi có yeah. gì một chút nữa em vào em gặp anh thêm nhá. Yeah, yeah. Đừng có buồn. Quý vị, chúng ta cùng với Khánh ta ra ngoài đây trò chuyện với mọi người một tí quý vị. Hôm nay là biết anh Luật là vừa mới ra viện, cho nên là các bác, các chú, hàng xóm láng giềng ở đây đến thăm cũng rất là đông quý vị ạ. Đấy, thì Khánh thấy là có một gì ở đây, không biết là hàng xóm hay là anh em, nhưng mà thấy là sụt sịt từ lúc nãy giờ. Cháu muốn trò chuyện với dì một chút. Dì là người nhà hay là hàng xóm đấy? Ý cũng có ba con. Cũng có bà con á? Ba con cầu mình chui má chui mua một năm tuổi tên dạ. chị em lại. Dạ. Thì là cầu đi viện về thì không lên tiếng tắm tư vậy là mẹ bữa cầu đi trong viện tiếng lên với mẹ con. Dạ. Chứ hôm ấy cầu về rồi nói vừa trong lên. Dạ. Tiếng ngồi để hỏi thăm sức khỏe. Dạ. Em vậy là có từ má con có khỏe. Vâng. Để có bầu mà đi nuôi trong trong hơn 2 tuần trong trong nghỉ tối. Dạ. Nên là mẹ lên. Dạ. Đau cái bệnh này thì nặng ở chỗ. Dạ. Rồi thương anh Luật quá rồi khóc à. Nghỉ tối quá nữa rồi con dài rồi hai. Mẹ đi mang bầu mà mẹ trả 2 đứa con dài nữa là dạ. nghìn tuổi. Vâng. Mọi người đến thấy ai cũng rất là thương cho hoàn cảnh của anh Luật quý vị. Nghìn tuổi của anh. Dạ. Tội nghiệp vay mượn để xây được một cái căn nhà. Đứng phía ngoài chúng ta nhìn vào thì chỉ được một cái phòng khách là nhìn cũng đỡ đỡ thôi. Nhưng mà thực tế thì quý vị chúng ta nhìn thấy 2 cái phòng ngủ không có một cái phòng nào có cửa sổ cả. Để nói rằng là cuộc sống cũng đang rất là nhiều cái sự thiếu thốn.
Đấy, mọi người ai cũng cũng thương luật cả. Dưới này là chi đấy chí? Ở nấu ăn phía dưới này à? Ồ, thế là mình đang nấu bếp củi à? Hả? Đi chầm chầm nữa em trò chuyện tí. Ôi, đằng trước là nhà xây quý vị ạ, mà đằng sau này là khu nấu rồi, nó còn nấu bếp củi nữa chứ này. Em tưởng là nhà mình là có bếp ga với nước đàng hoàng chứ. Đang nấu cái thuốc gì đấy hay nấu cái nước gì đấy? Nấu nước. Hả? Nấu nước sẵn lá xạ. Nấu nước gì? Lá xạ. Để làm chi? Để cho bé uống nước ấy. Hả? Mà uống. Để cho bé uống hả? Ừ. Thôi lúc nãy là đứng ở trong ấy, thì có anh Luật ở đó thì em cũng không có tiền nói chuyện. Nhưng mà bây giờ đây, đứng đây riêng mình em đây với chị này, tình hình là cái bệnh của anh như thế nào? Thì chẩn đoán là ung thư. Bác sĩ nói ung thư, ung thư phổi à? Giai đoạn mấy rồi? Thì bác kia nói, bác cũng nói với em. Thì bác nói với ai? Bác nói thằng cháu. Bác nói với thằng cháu à? Vì em nó có bầu cho nên là bác sĩ ứng cho với thằng cháu là tư vấn cho thằng cháu. Bác sĩ tư vấn với cháu. Dạ. Rồi sao mà lại không điều trị tiếp mà lại về đấy? Hiệp tuần em bà phải cho ra ra đấy là đi có thể chữa chạy bệnh, có thể có bệnh viện để chữa chạy bệnh viện trong người thì anh cũng quá lớn lắm. Hả? Nói em đưa về là cho anh đi hủy đâu kệ, cái thứ là bố bên bên lớn về cả người mà chạy chữa chạy nó về thuộc lá thuộc lái chạy cái thứ có mà đưa cho anh nằm trong nữa thì cũng anh cũng bớt được mấy á. Thì chú anh càng ngày cho anh ấy là chưa về giữa hai đứa con nên là giữa đi về để cho anh về ngoài cái chân thoải mái ha đi là em về chạy chợ các bệnh viện lớn cho anh vì trong viện trong là tiền cũng lớn bằng các bệnh viện trung ương đâu kén. Thế rồi bây giờ thì chỉ thì bầu bì đến tháng thứ sáu sắp sinh rồi. Chồng thì đau ốm nằm đấy, trong thời gian qua lấy tiền đâu mà tiêu. Thì giờ mày ốt, giờ mày ốt có cung cấp cho được đồng môn rồi thì không, nhưng mà con cũng biết mà răng, em chưa tiếng biết mà răng được hết. Khi nghe nó là chồng bị ung thư như thế chị có sốc lắm không? Có, em biết đấy, em dỗ anh để anh đồng viên đấy, em biết nếu em cứ nghe ông mấy bác cũng nói qua, mấy đứa chồng nói qua, em biết nếu ông bác cũng cho em biết nên em ở trong viên là em lên bầu bi cho nên mấy bác bác sĩ nói là người bầu cho nên sốc em bác cũng thôi. Chứ chứ em biết, em vẫn chịu. Em mà cường quân mà nuôi con, mà điêu được anh chồng em. Đi giờ chữa bệnh cho nên em mà nuôi ba con đứa con của em. Dạ, vì anh cứ hỏi là em này đi nâng can chi cả. Và đến đêm cuối cùng ấy năm là anh cứ nghĩ đến này. Mẹ con bé Dũng, nâng can chi cả. Tức là anh Luật nói với chị là mẹ con bay giấu ba hả? Giấu ba. Nên em cứ đồng viên anh, đồng viên anh tinh thần lên để mà nuôi con. Thôi em cũng rất là hiểu, như lúc nãy em nói đấy. Thực tế là khi mà nghe nó là người thân của mình, chồng của mình mà mắc bệnh ung thư thì thực sự là không chỉ là mình chị đâu, mà bất kỳ ai cũng rất là sốc. Chị ạ. Bởi vì là chúng ta nghĩ đến ung thư là chúng ta nghĩ đến cái chết rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ chị phải hiểu này, không phải là cái ung thư nào cũng chết ngay được. Nhá. Lạc quan lên. Bây giờ ung thư phổi này. Đấy, thậm chí những người bị gan mà bây giờ em thấy rằng là cũng có rất là nhiều người gọi điện về cho em thông qua chương trình của em, bởi vì có nhiều người bị như thế lắm. Mà người ta nó uống cái này uống cái kia nó lành, nó khỏi. Đấy, thì bây giờ mình có bệnh thì vái tứ phương. Trước tiên ấy, đó là chỉ nên là cứ ngoài cái việc uống thuốc lá này thì mình đưa anh đi khám ở những cái bệnh viện lớn hơn một tí nhé, để xem là các bác sĩ ở đó họ có cái hướng nào không, cái phác đồ điều trị như thế nào đó cho nó có hiệu quả được cao hơn không nhé. Đấy, rồi sau đó là mình sẽ kết hợp thêm thuốc nam thuốc bắc đấy, để làm sao đó cho nó biết đâu nó hợp. Dạ. Đấy, ổn đó. Đừng có buồn lắm.
mình bây giờ tuyệt đối là mình phải mạnh mẽ lên. Dạ. Nhá, tự tin lên. Dạ. Lạc quan lên. Để động viên anh Luật. Dạ. Động viên các con. Dạ. Chưa thấy đứa nhỏ đây quý vị này. Không biết đây chắc là mới được vài ba tuổi thôi mà bây giờ khóc từ lúc nãy giờ. Đó. Tồi thế. Anh Luật là trụ cột của gia đình. Đi làm thuê để kiếm tiền nuôi bốn mẹ, ba mẹ con. Với vợ thì sắp sinh đây nữa, cùng với một mẹ già. Mà bây giờ như thế này thì căng quá chứ ạ. Thôi, như này này. Bây giờ vào trong nhà đi. Ủa, dạ. Bé lại khóc tiếp hả? Con ơi, chú trò chuyện với con chút nào. Con tên gì? Con tên gì? Con tên Mai Hương đấy. Con được mấy tuổi rồi? Thế con được mấy tuổi? Được 4 tuổi rồi. Hả? 4 tuổi nhỏ đấy. 4 tuổi đấy. 4 tuổi? Con căng. 4 tuổi mà nhỏ thế nữa? Dạ. Sao con khóc? Con nói chú là chú thượng mà. Để con nói đi. Con nói để chú cho quà nó. Sao con khóc? Mai Hương. Hôm nay thì em làm bên chương trình kết nối yêu thương đó. Dạ. Thì biết về hoàn cảnh của gia đình chị như vậy đó. Dạ. Thì chị có điều gì muốn bày tỏ không? Em chưa tin chồng em như lành bệnh. Hả? Để nuôi con em dương chồng em luôn bệnh để nuôi con. Ừ. Tội nghiệp quý vị. Thực sự chỗ chồng em nữa em chứ. Thực sự rất là thương. Khánh đến rất là nhiều hoàn cảnh. Khi mà Khánh hỏi là anh chỉ có điều gì muốn bày tỏ không? Có nguyện vọng gì không? Thì rất nhiều người chúng ta nói rằng là muốn nhờ nhà hảo tâm giúp đỡ cái này cái kia. Nhưng đối với chị Vân ở đây thì thực sự là em chỉ mong muốn chồng em lành bệnh thôi quý vị. Em rất là hiểu cái nỗi lòng của chị Vân ạ. Dạ. Ừ, ai cũng thế. Trong lúc cái cơn hoàn nạn mà người thân của mình như thế này thì chị mong muốn là cái sức khỏe là điều đầu tiên thôi. Dạ. Ừ, nhưng mà bây giờ để khỏe được đấy thì mình cần phải có tiền. Dạ. Phải đi khám, phải uống thuốc nhé. Dạ. Chị thì bây giờ là cũng sắp sinh nữa rồi. Mà suốt ngày là phải đi chăm chồng ở viện như thế này, nguồn thu nhập thì không có, khổ thế chứ. Thôi nè, bây giờ ba mẹ con vào phía trong đấy, ngồi cùng với anh Luật nhé. Dạ. Rồi em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ cho ít tiền để mà đưa anh đi khám để cho anh nhanh khỏe nhé. Dạ, ừ. Em cảm ơn. Ừ, đi vào đi. Giờ là hàng xóm đến đông rồi. Con chào các dì nhá. Dạ dạ. Con chào anh. Anh Luật ngồi dậy được tí không? Hả? Dạ, ngồi dậy tí hả? Ngồi dậy ra đây tí anh em mình ta trò chuyện một chút. Ra đây tí. Mạnh mẽ lên anh Luật nhá. Dạ. Bác là sinh năm mấy hả? Găm đây anh em trò chuyện đi nó. Dạ em sinh năm 84. 84 à? Dạ. Trước đây có hay hút thuốc, hút men gì không mà bây giờ lại đau phổi? Dạ có, trước đây mình hút thuốc. À. Ừ. Thôi bây giờ thì như lúc nãy em nói đấy, mình có bệnh thì mình vái tứ phương anh Luật ạ. Dạ. Yeah. À, nhưng mà ngoài cái việc thuốc thang thì mình cũng phải tự tin mình mạnh mẽ lên nhá. Dạ. Yeah. Đấy, mạnh mẽ lên để cho vợ con được yên tâm. Và thứ hai nữa là cái bệnh ở trong người mình cũng thế. Đôi khi là anh nhìn thấy là có những người, tại sao anh nhìn thấy là vừa rồi cái dịch Covid-19 nha, trên các cái truyền thông báo chí luôn nói với chúng ta là ngoài việc uống thuốc thì tinh thần phải lạc quan này, phải tập thể dục này, phải mạnh mẽ lên này, đó thì sẽ chiến thắng được cái bệnh tật. Yeah. Ừ, cho nên là đừng có hoang mang, đừng có bi quan gì hết. Yeah. Nhá. Yeah. Ừ. Thì em vẫn biết rằng là bây giờ anh là trụ cột của gia đình đó, kiếm tiền hàng ngày để về nuôi hai đứa con mẹ già cùng với vợ sắp sinh nữa. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình đau ốm, mình nằm xuống, mình không có đi lao động được để kiếm tiền ấy, thì mình cũng rất là lo lắng. Đấy, không chỉ là tiền thuốc, tiền men hàng ngày, mà bây giờ còn tiền cơm, tiền cháo, tiền rau cho con cái đây nữa. Yeah. Đấy, thì đó là một cái điều mà cũng rất là nan giải. Cho nên là hôm nay này, em cũng được nhiều bạn bè của em chia sẻ. Yeah. Và cũng biết về hoàn cảnh của anh chị.
Đấy thì hôm nay em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm đồng viên cho anh, đấy, cho chị ít tiền đấy, để anh có thêm cái chút kinh phí để mà đi khám bệnh rồi thuốc men nhá. Lạc quan lên, nhìn thẳng qua em, nhìn thẳng ống kính tự tin tí nào, rực rỡ vào, tự tin vào, đừng buồn nhá. Hôm nay này em Khánh với cái chương trình kết nối yêu thương này, anh có điều gì bày tỏ không? Có muốn nói điều gì không? Em đừng nói điều gì nữa. Quý vị ạ, anh Luật thì đang mắc một cái căn bệnh liên quan đến phổi. Thì hiện tại thì đang khám ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba rồi, đang điều trị ở đó. Thì tuy nhiên thì người ta nói rằng là có bệnh thì vái tứ phương. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta có biết những cái bài thuốc hay đấy để chữa các cái bệnh liên quan đến về phổi đấy, thì có thể là chia sẻ cho anh Luật, anh Hà. Quý vị chúng ta hãy để lại cái phương pháp, những cái bài thuốc hay của quý vị đấy bằng những cái comment ở trong cái video này, để cho chị Vân là vợ của anh Luật có thể biết được và có thể là tìm kiếm mua để cho anh uống ha. Ok. Thế còn trước mắt như thế này này, em cũng biết rằng là gia đình thì bây giờ cũng rất là khó khăn, mấy ngày qua đi viền mà cũng phải vay mượn khắp nơi. Đó thì em sẽ thay mặt cho các nhà hảo tâm là hỗ trợ cho anh ít tiền nhá. Em thay mặt cho các nhà hảo tâm là hỗ trợ cho anh là 20 triệu đồng. Đó, cái số tiền này là tự tin để mình đi khám nhá, có thể vào Huế hoặc là ra Hà Nội gì đấy để mà xem là bác sĩ có cái hướng nào cho nó hiệu quả hơn không, cho nó nhanh hơn không nhá. Anh Luật nhá. Sao muốn nói gì không ạ? Phấn khởi không? Dạ em thì phấn khởi, em cảm ơn các nhà hảo tâm. Rất là mộc mạc quý vị ạ. Hai đứa con thì khóc sướt mướt từ lúc nãy giờ, vợ thì bầu sắp sinh rồi nhá. Tồi thế cho này, chồng thì đau ốm. Cái này này, chị Vân này. Em biết rằng là bây giờ là gia đình mình cũng rất là vất vả. Chị thì sắp sinh rồi. Đó, mà chồng thì đau ốm, không có đi làm được, không kiếm được tiền. Đấy, cho nên là chúng em cũng rất là thương. Thì hôm nay thì em cũng có duyên biết đến hoàn cảnh của gia đình anh chị nhá. Thì ngoài cái số tiền mà 20 triệu đấy giúp đỡ cho gia đình mình để đưa anh Luật đi khám đấy, rồi thuốc men đấy, thì em thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho anh chị 10 triệu nữa. Cái số tiền này cất để dành nó để mai mốt mà đi khám thai nhá. Để mà sinh nở cho nó mẹ tròn con vuông nhá. Phấn khởi không? Phấn khởi, em cảm ơn nhà hảo tâm. Bây giờ đến tháng thứ 6, thứ 7 rồi là mình cũng phải là cố gắng là đi khám thai cho nó định kỳ nhá. Để các bác sĩ người ta có cho mình những cái tư vấn để cho cháu ở trong nó được mạnh khỏe, để rồi sau này sinh ra cho nó được thuận lợi. Nhá. Chứ đừng có vì là bây giờ chồng ốm đau rồi không có tiền rồi là mình bóp mồm bóp miệng rồi là mình không khám thai định kỳ các kiểu là nó cũng không tốt đâu. Nhá. Thế rồi còn các cháu ở đây thì học hành thì cũng thôi thì hàng xóm láng giềng ai hỗ trợ được cái gì thì mình vui cái đó. Trong lúc mà khó khăn hoàn nàn như thế này thì ai chia sẻ thì mình cứ đón nhận để rồi mình vượt qua cái đã. Nhá. Thế thôi. Có chị có muốn nói điều gì với các nhà hảo tâm không? Chị Vân rất là xúc động quý vị ạ. Khánh rất là hiểu, bởi vì là với cái sự khó khăn rất là vất vả, rất là lớn như thế này mà ngày hôm nay được các nhà hảo tâm chúng ta đến, chúng ta thăm hỏi và được quý vị chúng ta giúp đỡ cho gia đình một cái khoản tiền như thế này là rất lớn. Phải không chị Vân? Dạ, em cảm ơn các nhà hảo tâm. Ba mẹ con là khóc sướt mướt từ lúc nãy giờ quý vị. Thôi lạc quan lên để đồng viên anh Luật nhá. Để vừa có thời gian để mà chăm sóc anh nữa nhá. Dạ. Cháu ngoan nhá.
Cháu thương ba phải không? Ừ. Tên gì nhỉ? Lúc này nó tên gì nhỉ? À, Mai Hương. Thủy Tiên chăm ngoan học giỏi để cho ba vui nha con. Ừ. Thế thôi, chúng Khánh về nhá. Con về mày nhá. Anh Luật cố gắng lên, lạc quan lên nhá. À, tự tin lên ha. À, Khánh xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các nhà hảo tâm. Chúng ta đã dành những cái tình cảm đặc biệt đồng hành cùng với Khánh để giúp đỡ cho gia đình anh Luật với chị Vân. Một hoàn cảnh rất là tội nghiệp quý vị ạ, gặp cái biến cố rất là lớn và bây giờ thì thực sự rất là khó khăn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn các gia hảo tâm giúp đỡ con về mái chín lật qua nạn khỏi được nó. Dạ. Anh bảo được con nuôi mê cái tôi. Dạ, dạ. Rồi mê cũng lạc quan để đồng viên anh Luật mê nhá. Dạ, dạ, dạ. Thế thôi, bây giờ cũng muộn rồi, cả nhà cũng chuẩn bị cơm nước đi. Con xin phép con về nhá. Dạ, dạ, anh Luật nhá. Thuốc men cho nó đều đặn nhá. À, rồi, em về nhá. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Khánh và giúp đỡ cho gia đình anh Luật. Cảm ơn toàn thể quý vị. Mọi người đến thăm đông quá. Thôi bà con ở lại thăm đồng viên anh Luật và gia đình nhá. Thôi còn cháu, dạ dạ, cháu Khánh về nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Vâng vâng, dạ dạ dạ. Chào các cháu nhá. Rồi.